Và nếu như quý vị để ý ha, quý vị nãy quý vị nghe ca nương hát ca trù là có một cái kiểu kỹ thuật khác. Tới ca Huế thì lại là một cái dạng, một cái kiểu hát khác. Bây giờ mà nếu như Quỳnh Hương nghĩ rằng là tất cả chúng ta đang có mặt tại khán phòng này, ít nhiều gì ai cũng đã có nghe qua đờn ca tài tử rồi, bởi vì chúng ta đang ở phía Nam, phương Nam. Nhưng mà quý vị có thể sẽ rất là ngạc nhiên nếu mà chúng tôi thưa với quý vị rằng thật ra đờn ca tài tử lại có một cái liên quan khá là mật thiết với ca Huế. Quý vị có cảm thấy là điều này rất là đáng ngạc nhiên không? Thì lại một lần nữa xin phép thầy. Bởi vì ca Huế đó, cái hồi thời kỳ Cần Vương thì có một số nhạc sĩ không có ở miền Trung nữa mà đi vô trong miền Nam. Thì trong đó có cái ông Nguyễn Tùng Bá là dạy đờn về đờn Tranh, dạy về đờn về đờn Nguyệt. Rồi có ông Nguyễn Liên Phong dạy về đờn Bầu. Rồi ông cố nội của tôi là Trần Quang Thọ, chuyên môn về đờn Tỳ Bà, cũng là nhạc sĩ trong cung đình Huế. Rồi vô ở trong Nam, lập trong Nam, dạy lời nhạc Huế cho những người miền Nam. Những người miền Nam đó không phải chỉ học nhạc Huế nguyên si theo Huế, mà có Huế đi ngang qua Quảng, là Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị. Thì cái điều đó, đó thành tiếng ở miền Nam đó, nó là một cái phối hợp giữa nhạc Huế và nhạc Quảng. Rồi vô đây thì phối hợp lại với cái ốc sáng tạo của người miền Nam để làm ra cái đờn tài tử. Và đờn tài tử nó về trong Nam và học rồi thì nó mỗi một cái dùng nó có một cái cách đờn, nhưng mà chung quy tất cả mọi từ Bắc chia từ cả các vùng trong miền Nam đều có một cái phong cách đờn, tức là chia ra theo theo ông Nguyễn Văn Quang Đại, tức là cái trường phái của miền Đông, thì nó có 6 Bắc 3 Nam, 4 Quán và 7 Bài Lớn. Cái đó là 20 bài tổ. 20 bài tổ, tức là có nghĩa là bất kỳ một người nào mà chơi đờn ca tài tử đều phải thuộc 20 bài này. Không có, nếu thuộc càng tốt chứ không phải thuộc. Dạ, đã nói là 20 bài tổ mà thầy. Phải rồi, dạ. Nhưng mà sau đó ngoài ra nó còn có những bài bắt nhỏ, những cái bài bắt nhỏ. Rồi nó có những ở miền Nam đó, gần chơi với nhạc Quảng Đông, nhạc Tiều Châu. Thì thành ra có những cái bản Quảng Đông mà được nhiều người Việt đừng theo cái hơi gọi là cái hơi Quảng. Thì chẳng hạn như là Ngũ Điểm Bài Tạ, Khóc Hoàng Thiên, Sang Sự Liếu. Còn cái bản Triều Châu đó như Trạng Quân Hành Lộ, Mạnh Lê Quân. Thì tất cả mấy cái đó nó làm cho thành ra một cái truyền thống của cái miền Nam. Nó là phối hợp tất cả nhạc Huế, nhạc Quảng, nhạc địa phương và có cả nhạc Quảng và nhạc Triều Châu. Thì thành ra cái đó nó đa dạng, nó phong phú mà nó có một cái tính chất động. Dạ. Động chứ nó không tĩnh. Dạ, nó động. Thay. Và nó là một cái sự du nhập giữa nhiều cái tinh hoa văn hóa. Phải rồi. Dạ. Rồi mấy lại là chơi ở miền Trung hồi phần nhiều hồi trước, hoặc là lần nghiêm túc, lần theo trong cung đình, lần theo trong cái chỗ mà nghiêm trang. Còn ở đần Tây ca chơi thì ca tử nó có tính cách dân chủ, tức là anh thợ hớt tóc cũng vô lần được. Quý vị có nghe không ạ? Anh thợ hớt tóc thì cũng vô. Người dèo đò cũng đần được, mà cái người công chức cũng đần được. Nhưng mà khi vô trong đờn tài tử rồi thì cái ông mà làm trưởng phòng ở trong công chức hay là anh thợ tóc đều ngang hàng với nhau. Lúc mà đó họ không còn vai vế gì hết. Không còn, không phải cầm mà theo cái địa vị trong xã hội không ăn thua. Ăn thua là cái người nào đờn hay. Thì người đờn hay thì được người ta mến trọng, là người ta mến trọng hơn. Thì thành ra cái đờn tài tử đó, nó có cái tính chất là hết sức là dân chủ, mà nó là một cái nó có một cái sáng tạo, mà nó có một cái thay đổi, nó có một cái phóng túng, nó có một cái nhẹ nhàng mà người ở miền Trung và miền Bắc giữ cái truyền thống chặt chẽ, nhưng mà người miền Nam giữ truyền thống nhưng mà phát triển truyền thống rất nhiều.